Chào cả em, cô là Nguyễn Thị Nguyên Phương, giáo viên trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay cô sẽ đồng hành cùng với các em trong bài học này. Trong các bài trước, các thầy cô giáo đã nhắc lại cho các em về các phép tính, đó là phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia, và các em còn được học thêm một phép tính mới nữa, đó là phép nâng lên lũy thừa. Như vậy, các em đã có 5 phép tính trên tập hợp số tự nhiên, và các số nối với dấu các phép tính này tạo thành một biểu thức. Có biểu thức chỉ chứa một phép tính, có biểu thức chứa nhiều phép tính và có biểu thức còn chứa cả dấu ngoặc. Chẳng hạn cô xét biểu thức sau. Khi cô yêu cầu tính giá trị của biểu thức này thì có 3 bạn đã cho ra 3 kết quả như sau. Bạn An bảo rằng bài này có kết quả là 0. Bạn Bình cho rằng bài này có kết quả là 2. Và bạn Chí cho rằng bài này có kết quả là 5. Như vậy cùng một bài toán mà ba bạn lại cho ra 3 kết quả khác nhau. Các em cũng muốn biết ba bạn đó đã làm như thế nào không? Cô và các em cùng xem bài làm của các bạn. Đầu tiên chúng ta xem bài làm của bạn An. Bạn An làm như sau. Trước hết bạn thực hiện phép trừ 6 cho 6 và bạn được kết quả là 0. Sau đó bạn thực hiện phép chia cho 3 và nhân 2, bạn được biểu thức này có giá trị là 0. Bạn Bình, thì bạn lại thực hiện phép chia 6 cho 3 trước và bạn được kết quả như thế này. Sau đó bạn thực hiện tiếp phép nhân 2 với 2 và bạn được kết quả là, cuối cùng thực hiện phép trừ, bạn được kết quả của biểu thức này là 2. Bạn Chi, thì lại thực hiện theo một thứ tự khác, đó là bạn lấy 3 nhân 2 trước. Sau đó bạn thực hiện phép chia 6 cho 6 và cuối cùng thực hiện phép trừ 6 trừ 1, bạn được kết quả là 5. Như vậy các em thấy là trong 3 bạn đó, theo em bạn nào làm đúng? Và các em có biết lý do vì sao mà cùng một bài tập 3 bạn lại cho ra 3 kết quả khác nhau không? Đó là bởi vì các bạn này đã thực hiện bài toán đó theo các thứ tự khác nhau. Vậy thì thứ tự như thế nào là đúng? Để biết được điều đó, chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Bài 5, thứ tự thực hiện các phép tính. Cô và các em cùng đi vào nội dung đầu tiên của bài học, đó là thứ tự thực hiện phép tính. Cô sẽ trường hợp đầu tiên, đó là đối với biểu thức không có dấu ngoặc. Trong trường hợp này, ta sẽ trường hợp nếu biểu thức chỉ có phép cộng trừ hoặc chỉ có phép nhân chia, khi đó ta sẽ thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải. Đây chính là quy ước về thứ tự thực hiện phép tính đầu tiên mà các em học. Và bây giờ các em sẽ làm ví dụ sau để vận dụng quy ước này. Chúng ta vào ví dụ 1. Các em quan sát bài tập ở ví dụ A. Như vậy các em thấy trong biểu thức ở ví dụ A có chứa hai phép tính, đó là phép trừ và phép cộng. Vì thế chúng ta sẽ thực hiện phép tính này theo thứ tự từ trái sang phải. Cụ thể là ta lấy 20 trừ 12 được 8, sau đó lấy 8 cộng 7 được 15. Bây giờ ta sang ví dụ B. Các em thấy ví dụ B trong biểu thức này chỉ chứa hai phép tính, đó là phép chia và phép nhân. Do đó chúng ta cũng sẽ thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải. Và đầu tiên ta lấy 36 chia 6 được 6, lấy 6 nhân 2 và được kết quả là 12. Như vậy vừa rồi các em đã nắm được thứ tự thực hiện phép tính đối với dạng biểu thức đơn giản nhất, đó là dạng chỉ có phép cộng trừ hoặc là chỉ có phép nhân chia. Bây giờ chúng ta sẽ xét sang trường hợp, đó là biểu khi biểu thức có đầy đủ các phép tính. Cụ thể là nếu biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và nâng lên lũy thừa, thì khi đó ta sẽ thực hiện phép tính này theo thứ tự như sau. Đầu tiên là phép tính nâng lên lũy thừa, sau đó mới đến các phép tính nhân, chia và cuối cùng là phép tính cộng, trừ. Và để vận dụng quy ước này, chúng ta sẽ làm bài tập sau. Ví dụ 2. Các em quan sát bài câu A. Như vậy các em thấy đề câu A có quen không? Đề câu A chính là bài tập mà cô đã đưa ra đầu bài. Sau khi biết được các quy ước về thứ tự thực hiện các phép tính, bây giờ chúng ta sẽ làm bài này như thế nào? Các em thấy trong biểu thức này có chứa các phép tính, đó là phép trừ, phép chia và phép nhân. Như vậy chúng ta sẽ thực hiện theo thứ tự là phép chia và phép nhân trước, sau đó mới đến phép trừ. Còn trong phép
trong nhóm các phép tính nhân chia này thì chúng ta sẽ thực hiện theo thứ tự là từ trái sang phải. Do đó, phép tính đầu tiên chúng ta thực hiện ở đây đó là phép 6 chia 3. Và ta được kết quả như thế này. Bây giờ ta đã đưa phép biểu thức của chúng ta trở về đơn giản hơn, chỉ gồm hai phép tính đó là phép trừ và phép nhân. Do đó, phép tính được ưu tiên ở đây đó sẽ là phép nhân. Và ta tính 2 nhân 2 được 4. Thực hiện phép trừ này, ta được kết quả của bài toán là 2. Như vậy, các em nhìn lại bài làm của ba bạn. Vậy theo em, bạn nào làm đúng? À, chúng ta thấy là chỉ có bạn Bình làm đúng bài tập này. Bởi vì bạn Bình đã thực hiện đúng thứ tự thực hiện các phép tính. Bây giờ chúng ta cùng sang ví dụ B. Các em quan sát ví dụ B. Ở trong ví dụ B có các phép tính đó là phép trừ, phép nhân, phép nâng lên lũy thừa và phép chia. Như vậy thứ tự thực hiện ưu tiên ở đây đó là phép lũy thừa, ta sẽ tính đầu tiên. Cụ thể là ta sẽ tính 3 bình phương và ta được 9. Các em lưu ý là những thành phần nào của biểu thức mà khi chưa tính các em phải viết lại như cũ. Sau đó chúng ta đã đưa biểu thức về dạng, các em thấy là nó tương tự như câu A. Cho nên chúng ta sẽ thực hiện là nhân chia trước rồi mới đến phép trừ và được kết quả như thế này. Tiếp tục thực hiện phép chia rồi thực hiện phép trừ và ta được kết quả bài này là 57. Như vậy qua hai ví dụ vừa rồi, các em đã nắm được quy ước thực hiện phép tính trong trường hợp là biểu thức không có dấu ngoặc. Bây giờ chúng ta sẽ xét sang trường hợp là biểu thức có chứa dấu ngoặc. Đối với biểu thức có chứa dấu ngoặc thì các em hãy xem hai ví dụ sau. Các em xem ví dụ ở câu A. Ở câu A, các em quan sát thấy trong biểu thức này có chứa một dấu ngoặc. Và dấu ngoặc này người ta gọi là dấu ngoặc tròn hay còn gọi là dấu ngoặc đơn. Vậy khi gặp trường hợp biểu thức như thế này thì chúng ta sẽ tính như thế nào? Đó là chúng ta sẽ tính theo thứ tự là các phép tính trong dấu ngoặc trước. Bây giờ cô sẽ trường hợp 2, đó là ví dụ ở B, ở câu B. Các em quan sát biểu thức ở câu B có đến 3 dấu ngoặc, trong đó ngoặc tròn ở trong cùng, tiếp theo là đến ngoặc vuông và ngoài cùng là ngoặc nhọn. Vậy thì khi gặp biểu thức như thế này, các em sẽ tính theo thứ tự nào? Đó là các em sẽ tính theo thứ tự là các phép tính trong ngoặc tròn trước tiên. Sau đó mình đến các phép tính trong dấu ngoặc vuông và cuối cùng là các phép tính trong dấu ngoặc nhọn. Và bây giờ chúng ta sẽ làm hai bài tập này để giúp các em khắc sâu được kiến thức về thực hiện phép tính đối với biểu thức có dấu ngoặc. Bây giờ chúng ta cùng làm câu A. Phép tính đầu tiên mà các em thực hiện ở đây đó là phép tính ở trong dấu ngoặc tròn. Tức là phép tính 30 cộng 5. Ta được là 35. Như vậy biểu thức của chúng ta bây giờ còn chứa phép trừ và phép chia, do đó ta sẽ ưu tiên thực hiện phép chia. Và ta được như thế này. Sau khi thực hiện phép trừ, ta được kết quả của bài toán là 33. Bây giờ chúng ta cùng làm ví dụ B. Như vậy, đối với ví dụ B là một bài toán có nhiều dấu ngoặc. Do đó, chúng ta sẽ thực hiện theo thứ tự là phép tính ở trong dấu ngoặc tròn trước. Cụ thể là phép tính 78 trừ 73 chúng ta sẽ thực hiện trước tiên. Và ta được kết quả như thế này. Bây giờ, biểu thức của chúng ta chỉ còn là hai dấu ngoặc là ngoặc vuông và ngoặc nhọn. Do đó, chúng ta sẽ thực hiện phép tính ở trong dấu ngoặc vuông trước. Trong dấu ngoặc vuông, các em thấy có hai phép tính, đó là phép chia hai lũy thừa cùng cơ số và phép cộng. Như vậy, chúng ta sẽ thực hiện phép chia. Ta được như thế này. Bây giờ, chúng ta cộng biểu thức ở trong dấu ngoặc vuông và ta được kết quả ở đây. Biểu thức ban đầu của chúng ta bây giờ chỉ còn lại một dấu ngoặc thôi, đó là dấu ngoặc nhọn. Và chúng ta sẽ thực hiện phép tính trong dấu ngoặc nhọn trước. Thực hiện phép trừ này, ta được kết quả của bài toán. Như vậy, vừa rồi cô đã giới thiệu cho các em về thứ tự thực hiện các phép tính. Và một dạng toán mà các em đã áp dụng đó là tính giá trị của biểu thức. Bây giờ cô sẽ sang một dạng toán khác mà các em cũng có sử dụng kiến thức này, đó là dạng toán tìm x.
Thực hành 2, tìm số tự nhiên x thỏa mãn. Cô có 2 bài tập như sau. Bây giờ các em quan sát ví dụ A. Ở ví dụ A thì biểu thức ở bên trái có chứa dấu ngoặc tròn và phép chia. Như vậy theo thứ tự chúng ta sẽ thực hiện dấu ngoặc tròn trước tiên. Tuy nhiên, các em quan sát thấy là x là một giá trị chưa biết. Vì thế 13 nhân x cũng là một số chưa biết. Do đó cả ngoặc tròn này xem như là một số chưa biết. Và ta xem ngoặc tròn này là số bị chia chưa biết. Và muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia. Ta được như sau. Trong quá trình biến đổi, ta tính luôn được là 12 bình phương bằng 144. Tính phép toán ở bên phải, ta được như thế này. Bây giờ đến đây, chúng ta thấy là x là số chưa biết, vậy thì 13 nhân x là một nhóm chưa biết. Do đó, chúng ta xem 13 nhân x đóng vai trò là số bị trừ chưa biết. Vậy muốn tìm số bị trừ chưa biết này, chúng ta sẽ làm như thế nào? Các em sẽ lấy là số trừ cộng với hiệu. Và ta được kết quả là 13 nhân x bằng 169. Như vậy các em đã đưa bài toán này ban đầu trở về một bài toán rất là đơn giản. Đến đây chúng ta có thể dễ dàng tìm được x phải không nào? Như vậy x ở đây sẽ bằng là 169 chia 13 và kết quả là x bằng 13. Đối với lớp 6, khi làm xong bài toán này, các em nhớ kết luận lại bài toán. Như vậy, để giải bài toán tìm x, các em phải xem x hay là một nhóm chứa x là đóng vai trò là cái gì chưa biết, số bị chia hay là số chia, số hàng, thừa số, vân vân. Từ đó chúng ta sẽ giải được tất cả những bài toán tìm x như thế này. Bây giờ các em làm bài tập B. Quan sát bài tập B, các em thấy là đây là mục tích của nhóm 3 nhân x và dấu ngoặc đơn này và biểu thức trong dấu ngoặc vuông này. Như vậy, trong dấu ngoặc vuông này các em quan sát thấy là tất cả đều là số, như vậy chúng ta có thể tính được luôn. Và ta sẽ tính theo thứ tự mà ta học hồi nãy. Đầu tiên, ta tính 8 mũ 2 phân 64, 2 mũ 5 phân 32 và ta được dòng thứ 2. Sau đó, tính biểu thức ở trong dấu ngoặc tròn. Ta được như thế này. Và sau khi thực hiện phép toán này, ta được ở đây. Cuối cùng, thực hiện phép trừ 64 trừ 62, các em được như thế này. Và đến đây, các em lưu ý rằng phép nhân có tính chất giáo hóa, cho nên ta sẽ lấy 3 nhân 2, ta được 6 nhân x bằng 2022. Đến đây, x là thừa số chưa biết, cho nên ta tính được x bằng như thế này. Vậy, x bằng 337. Như vậy, vừa rồi cô đã hướng dẫn cho các em cách để giải bài toán tìm x là một dạng toán khó đối với học sinh lớp 6. Và hy vọng rằng sau hai bài tập này thì các em sẽ thấy là dạng toán này không còn khó nữa. Bây giờ các em nhìn lại câu A. Như vậy, yêu cầu là tìm số tự nhiên x thỏa mãn đề bài này. Và cô đã tìm ra được là x bằng 13. Vậy theo em có cách nào để chúng ta kiểm tra lại một cách nhanh nhất kết quả x bằng 13 này là đúng hay không? Và cô sẽ giới thiệu cho các em một công cụ để giúp các em làm việc đó. Đó chính là máy tính cầm tay. Mà có rất nhiều loại máy tính cầm tay, các em có thể sử dụng loại nào cũng được. Ví dụ như là loại này. Thì loại nào cũng có cả cái chức năng như nhau. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em sử dụng máy tính cầm tay. Các em quan sát máy tính cầm tay. Để sử dụng, trước tiên các em phải khởi động máy. Và chúng ta nhấn vào phím on, nút này để giúp chúng ta khởi động hoặc là tắt máy. Khu vực này là các phím số. Đây là phím của dấu các phép tính. Đây là các phím chức năng. Và tí nữa cô sẽ giới thiệu cho các em một số phím chức năng mà phù hợp với lớp 6. Đây là màn hình của máy tính. Khi các em nhập biểu thức vào thì biểu thức các em nhập sẽ nằm ở đây. Và sau khi em bấm phím bằng thì kết quả của máy tính sẽ trả như ở vị trí này trên màn hình. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em sử dụng công dụng đầu tiên của máy tính cầm tay, đó là giúp các em thực hiện phép tính hoặc là kiểm tra lại kết quả mà các em vừa làm. Chẳng hạn như bài tập này. Bây giờ các em xem câu A. Câu A là bài tập mà chúng ta vừa làm hồi nãy và chúng ta nhớ kết quả của nó không? Bây giờ cô và các em sẽ dùng máy tính để kiểm tra lại kết quả của bài toán này. Cô sẽ hướng dẫn các em sử dụng máy tính như sau.
Để nhập biểu thức này, các em sẽ nhập như sau. 40 trừ, như vậy ở đây có dấu ngoặc. Vậy thì dấu ngoặc trên máy tính nó nằm ở đâu? Nó nằm ở phím này, các em bấm vào đây. Sau đó các em nhập 30 cộng 5, các em đóng ngoặc, rồi các em chia 5. Bây giờ muốn biết kết quả của biểu thức này bằng bao nhiêu thì các em sẽ nhấn phím bằng. Tuy nhiên trước khi nhấn phím bằng, các em phải kiểm tra lại một lần nữa xem là các em nhập có đúng chưa. Sau khi kiểm tra thì cô nhấn phím bằng và thấy được kết quả bài toán này là 33. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em nhập biểu thức ở ví dụ B. Ở ví dụ B là một biểu thức chứa lũy thừa. Vậy thì lũy thừa sẽ bấm như thế nào? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em nhập biểu thức này vào. Đầu tiên các em bấm 5. Đây là phép nhân. Và em lưu ý trên bàn phím của máy tính có hai phím, đó là phép nhân, em phải bấm phím này. Có rất nhiều bạn là bấm nhầm ở phím dấu chấm này. Dấu chấm này là dấu dành cho ngăn cắt phân, thập phân. Như vậy chúng ta sẽ bấm dấu nhân ở đây. 2. Và mũ 2 em sẽ bấm ở đâu? Em xem trên hàng chức năng có phím x bình phương, các em nhập vào đây. Như vậy chúng ta đã bấm được là 5 nhân 2 mũ 2. Bây giờ các em bấm tiếp 5 mũ 3. Vậy thì chúng ta sẽ bấm cộng với 5. Mũ 3 chúng ta sẽ bấm ở đâu? Các em xem là trên bàn phím có phím x mũ 3. Tuy nhiên phím x mũ 3 này là có màu vàng. Do đó các em sẽ bấm sau phím shift. Như vậy chúng ta đã bấm được 5 mũ 3. Bây giờ chúng ta bấm tiếp cộng 3 mũ 6. Vậy lũy thừa 6 chúng ta sẽ bấm ở đây, mũ này, x mũ. Và chúng ta có thể nhập vào đây, nếu x mũ 10 hay x mũ 9 thì các em phải nhập số đó vào. Sau đó chúng ta nhấn phím bằng và ta được kết quả là 874. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em nhập biểu thức ở ví dụ C vào máy tính. Các em quan sát thấy là biểu thức ở ví dụ C có hai dấu ngoặc, đó là ngoặc tròn và ngoặc vuông. Tuy nhiên trên bàn phím của máy tính thì chỉ có một dấu ngoặc thôi, đó là dấu ngoặc tròn. Vậy thì chúng ta sẽ nhập vào như thế nào? Đó là khi nhập vào đây thì chúng ta nhập tất cả những loại ngoặc này đều là dấu ngoặc tròn. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em nhập 25 chia, các em bấm mở ngoặc, 40 trừ mở ngoặc 25 cộng 10. Sau đó chúng ta nhấn phím đóng ngoặc. Như vậy dấu đóng ngoặc này là của ngoặc tròn, thì chúng ta còn thiếu một dấu ngoặc đóng ngoặc nữa là đóng ngoặc của ngoặc vuông. Sau đó chúng ta nhấn phím bằng và ta được kết quả là 5. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các em sử dụng máy tính cầm tay để tính giá trị của biểu thức. Bây giờ cô sẽ giới thiệu sang công dụng thứ hai của máy tính cầm tay, đó là sử dụng máy tính cầm tay để kiểm tra lại kết quả của bài toán tìm x. Các em cùng xem lại bài tập ở thực hành 2 hồi nãy. Như vậy các em thấy ở ví dụ A chúng ta đã tìm được là x bằng 13. Vậy bây giờ làm thế nào để kiểm tra được x này là kết quả đúng của bài toán A? Thì chúng ta sẽ thể x bằng 13 vào ở đề bài. Và cô sẽ nhập vào máy tính như sau. Mở ngoặc 13 nhân 13 trừ 12 bình phương chia 5. Sau đó các em nhấn phím bằng. Và khi cô nhập vào thì máy tính hiện ra như thế này. Các em đối chiếu lại với phía phải. Như vậy chúng ta thấy là x bằng 13 mà chúng ta tìm được ở câu A là một kết quả đúng. Các em hãy làm tương tự như thế để kiểm tra xem thử là x bằng 337 ở câu B có phải là kết quả đúng không. Ngoài hai công dụng trên thì máy tính cầm tay còn có thể giúp cho chúng ta giải quyết được một số vấn đề trong cuộc sống rất là nhanh. Mời các em xem tình huống sau. Và đây là một tình huống mà các em rất thường gặp trong cuộc sống, đó là khi các em đi siêu thị hay nhà sách và các em lựa xong những món hàng mà mình thích
rồi sau đó không biết là chúng ta có đủ tiền để trả không. Vậy các em có thể giúp được bạn đó giải quyết được vấn đề này không? Và để giải quyết được vấn đề này cũng phải cần đến những kiến thức toán của chúng ta. Sau đây cô sẽ chuyển cái nội dung của đoạn phim này thành bài toán như sau. Đầu năm học mới, bạn Dương được mẹ cho 300.000 đồng để mua vở và dụng cụ học tập ở nhà sách. Bạn dự định mua như sau: 25 cuốn vở với giá mỗi quyển là 8.000 đồng, 10 cây bút xanh với giá mỗi cây là 8.000 đồng, 2 cây bút đỏ với giá mỗi cây là 6.000 đồng, 1 cây thước kẻ giá 9.000 đồng và 1 cây bút chì giá 3.000 đồng. Hỏi bạn Dương có đủ tiền để mua hết các đồ dùng học tập đó không? Để trả lời được câu hỏi này, như vậy chúng ta phải biết rằng là tổng số tiền bạn Dương phải trả cho tất cả những món hàng bạn đã chọn là bao nhiêu. Và để làm được điều đó, chúng ta phải biết được là với mỗi món hàng bạn phải trả là bao nhiêu tiền. Chẳng hạn như bạn mua 25 cuốn vở với giá 8.000 một quyển thì số tiền bạn phải trả đó là 25 nhân 8.000. Tương tự với bút bi, bút xanh, bút đỏ, thước kẻ và bút chì. Do đó, tổng số tiền bạn Dương phải trả thì các em cộng các tích này lại và ta được kết quả là 304.000 đồng. Các em thể sử dụng máy tính cầm tay hoặc là thực hiện phép tính theo thứ tự mà các em đã học để có được kết quả này. Vậy thì số tiền bạn phải trả đó là 304.000 đồng đối chiếu với số tiền bạn có là 300.000 đồng. Như vậy các em có thể trả lời là bạn Dương có đủ tiền để trả hết các món đó không? Chúng ta trả lời là bạn Dương không đủ tiền để mua hết các đồ dùng học tập đó. Bây giờ cô hỏi thêm một câu ở ngoài lề, đó là nếu các em là bạn trong đoàn phim thì các em sẽ làm như thế nào? Khi mà chúng ta thấy là chúng ta không đủ tiền để trả cho tất cả những thứ chúng ta là lừa thì chúng ta sẽ gửi lại một cái mặt hàng nào đó mà chúng ta thấy là chưa cần thiết nhất. Và lưu ý rằng mặt hàng mà chúng ta gửi lại phải là có giá lớn hơn hoặc bằng 4.000 đồng. Cụ thể là các em có thể trả lại một cuốn vở hoặc một cái bút xanh hoặc cái bút đỏ hoặc là cái thước kẻ. Đấy chính là một kỹ năng sống mà các em cần phải có. Như vậy vừa rồi cô đã hướng dẫn cho các em về thứ tự thực hiện phép tính và cách sử dụng máy tính cầm tay. Bây giờ chúng ta hãy cùng ôn tập lại nội dung bài học của ngày hôm nay qua bài tập sau. Các em hãy điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau. Các em quan sát bài tập trên màn hình và điền vào 4 chỗ trống trên màn hình. Bây giờ cô và các em sẽ cùng giải quyết bài toán này. Đối với biểu thức không có dấu ngoặc, nếu chỉ có phép cộng trừ hoặc chỉ có phép nhân chia thì ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải. Nếu có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và nâng lên lũy thừa, ta thực hiện theo thứ tự nâng lên lũy thừa, rồi tiếp đến mới các là phép tính nhân chia và cuối cùng là các phép tính cộng trừ. Đối với biểu thức có dấu ngoặc thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính theo thứ tự là trong dấu ngoặc trước. Nếu biểu thức có các dấu ngoặc tròn, ngoặc vuông, ngoặc nhọn thì thực hiện các phép tính theo thứ tự ngoặc tròn rồi đến ngoặc vuông và cuối cùng là các phép tính trong dấu ngoặc nhọn. Bây giờ cô sẽ mời các em chơi một trò chơi sau để các em luyện tập thành thạo những cái kiến thức mà các em vừa học. Trò chơi mang tên là biểu thức tìm bạn. Luật chơi của trò chơi này như sau: các em hãy chọn biểu thức với giá trị tương ứng của nó. Khi chọn đúng, hai ô này sẽ ẩn khỏi bảng. Mỗi lần chọn đúng, em sẽ được 25 điểm. Còn nếu chọn sai quá 3 lần thì trò chơi sẽ kết thúc. Các em đã sẵn sàng để đi vào trò chơi chưa nào? Và các em thấy trò chơi này rất là quen thuộc với chúng ta đúng không? Nếu như bạn nào đã từng thi cuộc thi là V Olympic, tức là cuộc thi giải toán qua mạng thì các em sẽ thấy rất là quen thuộc với trò chơi này. Bây giờ các em quan sát bài tập, em hãy chọn biểu thức và giá trị tương ứng của nó. Cô có 4 biểu thức và 5 giá trị. Nhiệm vụ của em là hãy tìm biểu thức với giá trị tương ứng của nó. Nếu em chọn đúng thì cặp đó sẽ biến mất khỏi bảng. Và để làm được điều đó thì các em phải tính giá trị của những biểu thức này. Và cách để làm nhanh gọn nhất đó là đầu tiên chúng ta phải thực hiện biểu thức dễ nhất. Cụ thể ở đây là cô thấy biểu thức này là dễ nhất. Và biểu thức này có dạng chứa ngoặc, như vậy các em sẽ thực hiện theo thứ tự là các phép tính trong dấu ngoặc trước.
và chúng ta được kết quả là 170. Như vậy chúng ta đã tìm được cặp đầu tiên. Chúc mừng cho bạn nào đã có được 25 điểm đầu tiên. Bây giờ chúng ta còn lại 3 biểu thức. Và trong 3 biểu thức này thì cô thấy biểu thức này là dễ tính hơn. Cô sẽ đi tính giá trị biểu thức này. Và biểu thức này có dạng gì? Đó là nó có chứa các phép toán, trừ, phép chia và phép nhân. Do đó chúng ta sẽ thực hiện là phép chia, phép nhân trước, sau đó mới đến phép trừ. Và ta được kết quả là 40. Như vậy chúng ta đã tìm thêm được cặp thứ hai. Vậy là chúng ta đã có thêm 25 điểm rồi. Bây giờ chỉ còn lại hai biểu thức. Và có thể là biểu thức 43 bình phương cộng 43 nhân 57 nó ngắn hơn, cho nên là cô sẽ tính biểu thức này. Với biểu thức này thì các em có thể tính là phép lũy thừa trước, rồi là đến phép nhân và phép cộng cũng được. Tuy nhiên, biểu thức này nó đặc biệt ở chỗ là các em thấy trong hai nhóm của phép cộng đều có chứa thừa số 43. Do đó chúng ta sẽ viết 43 bình phương thành 43 nhân 43 và ta áp dụng tính chất phân phối của phép nhân và phép cộng để ta tính nhầm. Ta được kết quả là 4.300. Và các em lưu ý khi thực hiện phép tính thì ngoài việc thực hiện đúng thứ tự, các em nên áp dụng cả cái tính chất để chúng ta tính nhanh hơn. Như vậy chúng ta tìm được cặp tiếp theo. Và số điểm bây giờ của chúng ta là 75. Và bạn nào cũng đúng được 3 câu như vậy không? Chúng ta chỉ còn biểu thức cuối cùng. Đây là một biểu thức có chứa nhiều dấu ngoặc. Như vậy, dấu ngoặc đầu tiên mà chúng ta thực hiện sẽ là ngoặc tròn, sau đó sẽ đến ngoặc vuông. Và ta có kết quả của biểu thức này là 6. Như vậy, chúng ta có thêm cặp cuối cùng. Chúc mừng cho tất cả những bạn nào cũng đạt được 100 điểm. Vậy thì qua bài học này các em đã làm được những gì? Như vậy bài học này cô đã cung cấp cho các em các kiến thức về thứ tự thực hiện phép tính. Do đó qua bài học này các em phải nhận biết được thứ tự thực hiện phép tính. Các em biết sử dụng máy tính cầm tay để thực hiện phép tính. Các em biết giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với việc thực hiện các phép tính. Và cô sẽ hướng dẫn các em hoạt động tự học ở nhà như sau. Bài tập về nhà của các em đó là thực hành 1 trang 19, thực hành 3 trang 20. Các bài tập 1, 2, 3, 4 trang 21 sách giáo khoa toán 6, tập 1 bộ sách Chân trời sáng tạo. Và các em soạn bài chia hết và chia gọi dư, tính chất chia hết của một tổng. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các em.